ai sinh ra đời mà làm nghề sát sanh để làm giàu thì người này gọi là vô phước. Nếu như làm cái nghề mà phá thai cũng là vô phước. Nhớ kỹ nghe quý vị, dù hiện tại gia đạo quý vị sẽ thịnh vượng nhưng đó là cái phước trong mạng quý vị tu mà có, nhưng nó tổn cực kỳ nhanh. Khi nó tổn đến mức mà phước báo nó hết thì giống như cái làm giàu mà từ nghề sát sanh đó quý vị, thì giống như là xây nhà trên cát biển đông, nó ập xuống một cái xong gọi là tiền mất tật mang, bệnh đau rồi sự cố đủ chuyện xảy ra hết chứ. Nên cái gia đạo nào mà làm nghề sát sanh, nếu như quý vị nghe nhân quả mà tin sâu nhân quả đó, quý vị nên dừng lại đừng làm nữa trước khi quả báo đến. Dừng lại đi. Tốt. Còn nếu như tiếp tục làm nghề sát sanh hoài, khi mà quả báo nó đến là trở tay không kịp. Trở tay không kịp. Giống như có một cái cô Phú Yên mà gia đình làm chó quý vị. Cô nói rằng làm chó một ngày lời nhiều tiền. Mà quý vị biết rằng khi mà nó nổi bệnh lên, gia đình chết trẻ không, chết kỳ cục, bệnh đau, và bản thân của cô giống như tai biến và tự nhiên câm luôn, nói chuyện hết được. Kinh không? Rồi dùng tiền quý vị đi kiếm người này người kia để chỉ cách trị bệnh này trị bệnh nọ, sạch nhát tiền luôn. Rồi nằm đó chờ chết. Người ta đi đến chùa mình, người ta thỉnh được chiếc máy nghe pháp của những đức giảng. Thì khi cô nghe được á, thì bắt đầu cô chỉ có là bây giờ á, nương vào Phật, niệm Phật thôi à. Vậy mà cuối cùng nó khai khẩu nói chuyện được quý vị. Rồi bắt đầu là cô quyết chí, nhà còn có công đất, chồng con muốn bán, sống lấy gai. Mà lúc đó là có nghĩa là đi quọt quẹt. Vậy đó quý vị, mà niệm Phật từ từ. Bây giờ mỗi lần lễ là cô cứ đi vô đây cô tu. Giờ nói chuyện được quý vị. Chính cô kể như Đức nghe rõ ràng. Đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ, người ta chỉ cách này, cách kia, cách nọ. Hết tiền mà không có kết quả gì chứ. Vậy mà cuối cùng chỉ có niệm Phật. Bây giờ ăn chay trường luôn rồi. Lần nào ở ngoài đoàn Phú Yên vô đây cô cũng đi chung. Vì biết rằng cái nghề sát sanh này những Đức cũng đã chia sẻ nhiều. Nhiều người nhà hàng quán ăn sát sanh hại vật, hay là thí dụ như lẩu cá kèo sống luôn, thì biết rằng cái lẩu đang nóng gì mà bắt cá kèo sống là đổ vô. Lẩu cá kèo là đa phần là con cá kèo phải sống chứ không có chết được, nên là nước đang sôi gì đổ nó vô úp lại thì cá sống nó ăn mới ngọt. Nên quý vị biết rằng cái ăn như vậy mình hãy hồi tưởng đặt mình vào con cá kèo. Có nhiều người mình ăn mặn mình không bao giờ đặt mình vào cái con vật đó quý vị. Nhiều người ta nói là con vật là dưỡng con người, vật dưỡng nhân. Nếu mà đặt mình á, đặt mình vào cái con cá kèo hay con chó hay con heo á, thì quý vị biết rằng là khi mà người ta đưa mình vào lò mổ, bản thân mình sẽ như thế nào. Cái sự sợ hãi của con vật không khác gì con người đâu quý vị. Có nhiều câu chuyện mà con bò, con heo khi chuẩn bị giết nó mà nó rơi nước mắt, nó khóc. Có câu chuyện mà con bò nó quỳ xuống, nó cầu xin đừng giết nó. Mà cái người mua bò người ta kéo nó mà nó quỳ xuống, nó rơi nước mắt, nó khóc. Vậy mà người ta tập trung lại, người ta hùng tiền, người ta mua nó để người ta thả nó vô trong chuồng. Có câu chuyện rõ ràng mà. Thấy không? Nên quý vị nhớ là cái gia đạo của mình nó làm ăn không lên được, mà cái gia đình thì làm nghề sát sanh, bắt nhái, bắt cua, bắt ốc. Cái sát sanh hại vật mỗi ngày tay làm hàm nhai, bằng đêm thì bắt ốc, bắt cua, bắt nhái, sơm ếch.
có câu chuyện mà cái ông này chuyên đi sơm ếch, sơm cá. À, như vậy mà cuối cùng thì ông gặp một cái con ếch thiệt là to. Nhưng đó lại là đứa con ông nó tắm ở dưới cái hồ. Ông vô ông lấy cái mùi chĩa ra ông sơm. Sơm chết tại chỗ. Khi sơm xong rồi thì nhìn lại là đứa con gái của ông. Kinh khủng cái quả báo chưa? Còn cái ông đó, cái câu chuyện đọc rõ ràng luôn. Mà chiên đi săn bắt. Chiên đi săn bắt. Rồi giết con vật này nọ. Bữa đó tự nhiên nhậu xỉn vô quý vị. Tự nhiên ông thấy đứa con ông là con heo, đem ra đâm. Vợ cản, cỡ nào cản, đem ra đâm đứa con ông. Vợ khóc quá trời khóc. Thì sáng khi tỉnh rượu kêu con, bà vợ nói hồi tối ông đem nó, ông đâm nó chết queo rồi còn gì đâu mà kêu nó. Thấy cái quả báo sát sanh đáng sợ chưa? Cái quả báo sát sanh rất là đáng sợ. Dù là quý vị đang thịnh vượng nhất thờ, nhưng cái cặn kề là sự nghiệp tan tành, người chết tiền mất tật mang sẽ đến quý vị, phải dẫn đâu nghe. Nên cái gia đạo sát sanh là cái gia đạo nghèo từng đời, từng đời, từng đời, từng đời. Nó cứ tiếp nối từng đời nó nghèo. Và nó khổ, và gia đạo này chết hiểu, thương chết hiểu. Cái nghề sát sanh là chết hiểu đó quý vị. Và gia đạo không ổn định, không bình an. Tại vì sao? Vì mình giết con vật. Con vật nó cũng có anh em, có nó, có cha mẹ. Mình giết nó. Giống như Đức đọc một cái câu chuyện mà con rái cá. Khi mà người ta bẫy nó bị thương rồi, vậy mà nó cố gắng, nó dùng dãy quý vị. Nó lê lết máu me mà nó bò về cái tổ của nó. Người ta theo cái vết máu đó tìm nó thì thấy rõ ràng là nó bò về rồi, xong nó cho mấy con á, rái con nó bú. Xong nó nằm nó chết tại chỗ mấy con của nó, bú sữa của nó. Cái ông kia ông nhìn một cái là từ đó về sau ông phát nguyện tuyệt đối không bao giờ làm nghề sát sanh nữa. Không bao giờ làm nghề sát sanh nữa. Nó là mẹ đó mà nó bị bẫy đó, vì mà thương tích mà nó lết về, nó cho con nó bú nó chết tại chỗ. Còn câu chuyện như Đức từng kể cho vị nghe, mà cái ông này đi săn bắn mà ông bắn cái con khỉ. Bắn con khỉ con rớt xuống. Con khỉ mẹ nó lao ra. Nó lao ra. Không sợ gì hết chứ. Khi con nó chết, nó ngước mặt lên trời, nó la một tiếng, nằm chết tại chỗ. Xong cái ông này đem hai con khỉ này về, mổ bụng khỉ con ra thì không có gì. Nhưng khi mằn con khỉ mẹ mổ bụng ra thì ruột nó đứt từng đoạn hết. Bẻ cung từ hôm nay, không làm nghề săn bắn nữa. Và ông đó cuối cùng đi tu đạo tiên. Thì vị biết rằng là trong kinh Đức Phật dạy, tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Nước còn nghe được cái cây mà mình thương nó còn biết trả lại những loài bông thơm ngát. Không chỉ là loài động vật, chúng ta là cái dạng động vật cao cấp. Còn những con chó, con mèo là động vật hạ cấp. Biết nghe nhưng không nói được. Biết nghe nhưng không nói được. Có câu chuyện mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì kể rằng là cái ông này khi ông chết đi, ông tái sinh vào gia đình nó 5 lần làm loài động vật. Con cháu của ông giết 5 lần. Tới lần sau cuối cùng ông đầu thai làm người. Ông kể lại ông đã tái sinh 5 lần trong gia đình bị con cháu giết. Nên Đức Phật có nói là tứ sanh phụ mẫu quý vị. Tứ sanh phụ mẫu. Nên cái nghe đạo mà phát tâm ăn chay trường, biết phóng sanh là một cái việc làm trưởng dưỡng lòng từ đặc biệt. Và đây là một phương pháp sám hối cực kỳ thù thắng. Nên muốn cho gia đạo được bình an thì gia đạo đừng sát sanh. Dù là có ăn thịt chúng sanh, tuyệt đối
mua thịt ở nơi siêu thị này kia. Đó là cái việc mà còn ăn thịt. Tuyệt đối trong gia đình đừng nên sát sanh trong nhà. Nên dưới quê những đứa thấy rõ ràng có những gia đình nghèo khổ lắm. Mỗi ngày làm cái nghề bắt nhái, bắt cóc, bắt ếch. Sơm ếch, sơm nhái, sơm cóc. Cứ như vậy mà sống qua ngày, gia đạo càng ngày càng suy sụp quý vị. Cầm câu cá lóc rồi nói tóm lại là sát sanh. Gia đạo không lên nổi quý vị ơi. Mà con cháu càng ngày nó càng hư. Nếu như cái gia đạo này dừng lại một cái đi, thử làm cái nghề đơn giản đừng sát sanh đi. Một thời gian sau gia đạo này có sự chuyển biến tốt đẹp. Nên Ấn Tổ nghe nói một câu rất hay: muốn cho thế giới hòa bình, từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Quý vị phải nhớ rằng nhiều người ăn chay thì quá giải được đau binh kiếp. Nếu như bạn không tạo cái nghiệp sát sanh, dù bạn gặp giặc cướp, nó giặc không giết bạn. Hãy tin 100%. Đúng không? Vì thấy rõ ràng không? Hổm rày không có bữa nào mà không nắng gắt. Chỉ có ngày hôm nay hành hành suốt cả ngày. Người ta không có chỗ ngồi, nắng như những ngày bình thường thì cực kỳ khó chịu, không đơn giản. Nhưng mà hành. Cả ngày nay vị như Đức ngồi đây giảng thấy rõ ràng. Những ngày chủ nhật bình thường nghe quý vị, nắng đến mức mà ngoài kia gọi thẳng vô mặt nhân Đức chói luôn á. Nhưng mà chỉ đúng ngày hôm nay là nắng hành. Thấy rõ ràng chưa? Nên mình làm việc Phật Pháp làm thẳng đáy lòng. Những Đức nói rằng bản thân những Đức bây giờ không ngại ai nói bất cứ gì. Những Đức gì sao? Thẳng đáy lòng làm việc cho chúng sanh. Bản thân mình không hiểu sao? Bản thân mình không hiểu nữa thôi. Mình làm mà mình không hiểu nữa thôi. Nên mình không sợ gì cả gì sao? Vì thẳng đáy lòng đem sinh mạng làm việc cho chúng sanh. Việc làm những Đức cũng chiêu cảm rõ ràng luôn. Tất cả người trong chùa mình đều là những con người thật sự mà nói là nhiệt tình hết mình vì Tam Bảo. Chiêu cảm hàng Phật tử cũng y rang luôn. Quý vị gieo nhân sao thì quý vị gặp bạn như vậy thôi. Đúng không? Một ngôi chùa nhiệt tình hướng dẫn người ta tu hành, người tu hành là ở chùa đó. Một ngôi chùa này không có chương trình tu hành gì thì người không có tâm tu hành lỡ ngôi chùa đó. Mỗi người chúng ta tìm bạn lành ở đâu? Từ bạn lành là bạn đó. Bạn lành là bạn. Bạn lành thì gặp bạn lành. Bạn ác thì đi tìm cái ác đến với bạn. Hiểu không? Sắc ăn xét, xét ăn sắc thôi. Chúng ta hết lòng với người, người hết lòng với ta. Ta hết lòng với Phật Bồ Tát, ta là phàm phu mà hết lòng nương vào bổ nguyện của Phật Bồ Tát để làm việc biết các ngày thương chúng sanh. Ta hiện ra cõi đời này chúng ta làm việc cho chúng sanh thì đó là thế Phật Bồ Tát làm rồi còn gì. Nên tất cả những việc gì chúng ta làm đều có Phật Bồ Tát cặn kề kế bên. Vì sao? Vì bổ nguyện của các ngài, dù các ngài đã nhập niết bàn nhưng bổ nguyện các ngài rất rõ ràng, thì chúng ta cứ làm việc cho các ngài đi. Bổ nguyện sẽ gia trì chúng ta, mọi việc đều tốt đẹp. Vị nhớ là những Đức biết được cái pháp môn tịnh Phật này thù thắng. Nên những Đức dùng đa dạng phương tiện để mong làm sao pháp môn niệm Phật này, có nghĩa là nó rộ mé từ con người không biết gì của những Đức. Các vị thấy, từ một con người không biết gì cả vô chùa tu mười mấy năm, chưa từng đi học gì hết, cũng chưa từng tham cứu, chưa từng đi đến đâu luôn, chưa từng đi nước nào luôn, mà cả đời cũng không đi nước nào luôn, không đi đâu luôn. Cái đà này đi đâu làm gì? Vì thấy bây giờ kinh sách những Đức dạch ra đọc là sẽ giảng. Vậy thì bây giờ đi tìm hiểu cái gì? Mà cứ như vậy mà duy trì cả đời, quý vị nghĩ thì sao? Quá thù thắng. Đúng không? Những Đức qua bên kia mà nguyên một buổi trưa những Đức không ngủ một chút. Những Đức chỉ có niệm Phật.
mà giống như là xuyên suốt 3 ngày thuyết pháp, giống như nó ở trong định đó quý vị à. Có giỡn không? Cái tâm toàn suy nghĩ Phật pháp, suy nghĩ mình niệm Phật thì Phật gia hộ cho mình, cứ giảng suốt. Vì thấy mỗi buổi giảng đều có cái lạ, cái khác rõ ràng luôn quý vị. Đúng không? Đúng rõ ràng, hữu cầu tác ứng. Tự tánh làm Phật của mọi người chúng ta vô cùng viên mãn. Chúng ta chỉ cần phát triển tự tánh làm Phật đó bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật là phát tự tánh Phật thù thắng nhất. Nên có một công đoạn trong kinh, đệ tử của Đức Phật thỉnh hỏi Đức Phật rằng: pháp của Phật dạy có thể một đời tu thành Phật, vì sao phải cầu sanh cực lạc? Câu này hay không? Pháp của Phật tu có thể một đời thành Phật, pháp nào cũng có thể tu một đời thành Phật, nhưng vì sao phải cầu sanh cực lạc? Đức Phật nói rằng cõi thế gian này cái nhân ác nó quá nhiều, nếu còn ở cái cõi ta bà này thì nó còn trong lục đạo luân hồi sẽ quay lại nghiệp ác. Nên vì sao phải cầu sanh cực lạc? Vì cầu sanh cực lạc không còn nhân ác nên tiêu sạch nghiệp và chứng thành Phật quả. Có một vị này tu rất nhiều chục năm, ông phát một lời nguyện rằng ông nguyện đời đời kiếp kiếp làm ông lái đò ở cõi ta bà đưa khách qua sông. Những đức nói phát nguyện sai rồi. Dù mình có làm giỏi cỡ nào, độ sanh nhiều cỡ nào, nhưng quý vị không về cực lạc thì chỉ có một đời này, đời sau chưa biết quý vị lọt vào cảnh giới nào. Chưa biết. Quý vị phải nhớ rằng nếu như tu pháp tự lực thì năm giới trong nhà Phật để làm người không đơn giản chút nào. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta gặp bao nhiêu con người này, đa phần là những con người đã tu dưỡng được năm giới đàng hoàng lắm, chúng ta mới được thân người lục căn đầy đủ này nè. Nhớ nghe. Thì phải nhớ rằng là quý vị ngồi ở đây nghe, tu năm giới tiêu chuẩn quý vị đã đạt được đó là bao nhiêu phần trăm? 95%. 95% và 100% mới được cái thân người ở đây đó. Không phải giỡn đâu. Như Hòa Thượng hồi tối nghe nói một câu rằng bây giờ loài người chúng ta cả cái quả địa cầu này 7-8 tỷ người, nhưng mà loài động vật thì bao nhiêu con vật, quá nhiều con vật luôn quý vị à. Súc sanh thì thôi quá nhiều rồi, nên thân người khó được. Nên tu dưỡng được năm giới 100%, 95% mới được những con người ngồi ở đây. Còn nếu như bạn tu năm giới mà khoảng cỡ 65% thì bạn cũng được làm người, nhưng làm người của bạn là tiếp nhận Phật pháp cực kỳ yếu. Nếu như mà bạn thấp nữa thì bạn cực kỳ khó được làm người. Nếu như 50% bạn là dùng biên địa hoàn toàn. Nên tự lực giữ năm giới pháp này gọi là pháp tự lực. Có thượng trung hạ, loài người có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ, quý vị nhìn thấy rõ ràng luôn. Quý vị biết rằng là loài người mà đang tiếp nhận có môn niệm Phật này, đang nghe Phật pháp, tiếp nhận giáo pháp, tin sâu nhân quả, quý vị biết loài người này là hạng nào không? Bậc thượng đấy. Quý vị là bậc thượng đấy quý vị à. Thời Đức Phật còn tại thế, đa phần vua chúa bá quan văn võ đều tôn trọng Phật, tôn kính Phật, rửa chân cho Phật. Quý vị là người ở dưới cái giáo pháp của Phật được tiếp nhận, quý vị là hạng người bậc thượng đó. Không đơn giản đâu, hãy nhớ kỹ nghe. Thì quý vị lại ăn chay trường, không sát sanh, thì quý vị biết quý vị là người thiện căn cỡ nào rồi. Quý vị lại tin cái giáo pháp của Phật, tin tứ sanh phụ mẫu, phát tâm từ bi, không sát sanh hại vật mà ăn chay trường. Đây là một cái việc làm của quý vị đại thiện căn, phước báo nhân duyên lớn.
Nếu đã có nhân duyên đặc biệt như vậy, tại sao không nuôi dưỡng cái thiện duyên này cả đời? Nếu muốn nuôi cả đời cái thiện duyên này thì quý vị phải nhớ kỹ, quý vị phải được nghe pháp gầy dựng hoài. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, việc làm của Ngài là việc gì? Thuyết pháp là chính nhất. Ngài đều làm cái việc thuyết pháp. Nhớ kỹ, thế giới cực lạc cũng phô diễn pháp âm. Tại vì sao? Vì thuyết pháp là một cách làm mà giác ngộ nhân tâm con người. Nên việc làm này là việc làm đặc sắc nhất, là cao thượng nhất trong loài người. Nên bất cứ một vị Phật nào khi xuống thế gian, đa phần đều là giỏi về môn thuyết pháp. Thuyết pháp là giỏi nhất. Họ ít có giỏi về những môn khác, nhưng họ giỏi môn thuyết pháp. Khi họ đã giỏi môn thuyết pháp thì tất cả môn khác họ đều giỏi hết. Tại vì sao? Vì môn thuyết pháp là phương pháp. Họ đã giỏi thuyết pháp thì môn nào họ không giỏi quý vị? Đây là cái cực kỳ quan trọng, phải nhớ kỹ. Nên chúng ta nghe như vậy, quý vị biết phương pháp để giúp gia đạo bình an là gì? Trong gia đạo đừng sát sanh. Và quý vị tập ăn chay trường. Ăn chay trường nó không có thiếu chất dinh dưỡng đâu quý vị à. Chính bản thân những đức quý vị thấy, những đức ăn chay đó mà những đức mập mạp mà, hồng hào rõ ràng, quý vị nhìn những đức có xanh xao hơn người khác đâu. Đúng không? Hồng hào đàng hoàng luôn. Đó. Quý vị thấy tại sao chiến lễ này những đức đắp y hơi lạ lạ quý vị. Vì những buổi lễ này quan trọng phô diễn pháp môn Tịnh Độ. Nó lạ lạ một chút quý vị. Nhưng mà nó không có hoàn toàn mà lạ hoàn toàn hết. Ví dụ như cái dạng này là Việt Nam chúng ta, hiểu không? Luôn luôn duy trì nó, từ nơi đó lạ lạ một chút. Để làm chi? Lên luôn. Hiểu không? Quý vị coi cái cõi ta bà này chúng ta ở mấy chục năm, nếu như mà phô diễn Tịnh Độ Phật Pháp mà lên luôn thì chúng sanh nhờ. Mình đâu có gì cái danh cái lợi quý vị. Mà quý vị nhớ, những đức học được phương pháp tu, đem Tịnh Độ giới thiệu, trong tâm những đức chưa bao giờ nói rằng suy nghĩ nương vào một vị nổi tiếng nào để tôi cầu nổi tiếng cả. Mà tự nuôi người già khuyên người niệm Phật, người ta thấy cái pháp đó thù thắng, người ta cứ học mà tu. Rất rõ ràng. Gầy dựng ở một nơi, những đức đã từng nói cái câu nói, ở một nơi cứ niệm Phật, dựng cái cờ ai với đạo Phật càng cao, chúng sanh bốn phương tập trung về, phải không? Chúng sanh bốn phương tập trung về rồi nè. Nên chùa chúng ta lễ lọc về sau càng ngày càng đông, từ khi là không tổ chức nữa, chứ nếu như tổ chức thì càng ngày càng đông, đúng không? Nên sau này chúng ta tổ chức là Đại Tùng Lâm là điểm chính để tổ chức lễ. Duyên Hộ Pháp sẽ không tổ chức lễ nữa, chỉ có thứ bảy chủ nhật hàng tuần là tu thôi, đừng nên tổ chức lễ ở đây. Vì sao? Vì ở đây nó quá chặt, nhất định ở đây sẽ có sự trở ngại nếu như quý vị tổ chức ở đây. Chắc chắn quý vị luôn. Cái lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm kia là những đức đã nhìn ra rồi, nên những đức tổ chức luôn 3 ngày bên kia. Quý vị biết rằng nhiều lần thì gặp hòa thượng nói rằng ông phải có tổ chức ở đây chứ để bên đây buồn. Nhưng mà quá tải rồi quý vị ơi. Không tổ chức được. Vì cơ sở hạ tầng ở đây và nhà vệ sinh đều hoàn toàn chật chội. Người ta sẽ ở trong một khuôn viên này không đi được. Quý vị coi bây giờ như cái câu kia nói rằng người nhiều hơn đất.
Con người người ta ngồi một chỗ hết, đứng vòng vòng khu vực này không đi đâu được hết trơn quý vị à. Thêm xe cộ đậu quá nhiều ngoài đường quý vị. Để cho nơi này là một điểm hộ pháp bình an đi. Điểm hộ pháp bình an đi quý vị. Bây giờ những đức có ở mấy điểm chùa đi chăng, chỗ quay về của những đức ở sau này là ở hộ pháp. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng là để cho nơi này nó ổn định, tại vì nó gọn, nó mà là một khuôn viên khép kín, duy trì cái nội bộ ở đây chuẩn xác đàng hoàng, thì quý vị biết rằng là rất đặc biệt để hộ trì hai điểm chùa bên kia. Lễ lộc là bên kia là điểm tổ chức, có đông đúc cỡ nào cũng được. Nếu càng đông ra thì bông giấy dọn bớt lại, chán nền thì quý vị bao nhiêu con người mà không được. Bao nhiêu người mà không được quý vị. Đại Tùng Lâm quý vị có thể tổ chức 60.000 người là chuyện không có vấn đề. Không có vấn đề quý vị. Vì tin rằng lễ Giới Quan Âm chúng ta sẽ lên 50-60.000 người bây giờ. Mà 50-60.000 người này là chắc 100%. Tại vì sao? Vì mục tiêu của chúng ta quý vị ơi, tổ chức là gì cho người ta tu. Mục tiêu của những đức là muốn đem tịnh độ này giới thiệu. Bất cứ một chương trình lễ hội nào cũng muốn đem tịnh độ giới thiệu quý vị. Vì tịnh độ quá thù thắng. Không, không, tịnh độ này cực kỳ thù thắng. Bây giờ quý vị nghe một cái đoạn kinh văn mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật này. Đây là pháp khó tin, khó hiểu, bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Quý vị biết rằng kinh A Di Đà không hỏi mà tự giảng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là Nhân Duyên Từ và Vi Đề Hy. Kinh Vô Lượng Thọ thì hiện tướng sáng rỡ đẹp, A Nan thỉnh hỏi Phật giảng. Vì sao? Không ai biết Cực Lạc hết trơn. Ai mà hiểu mà hỏi, mà để giảng ra thế giới Cực Lạc. Nên gọi là quá đại từ đại bi, nên Đức Thế Tôn mới giảng kinh A Di Đà. Đây là pháp tối thượng nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như Lai đợi đến đúng lúc đúng thời mới ban cho. Pháp quá thù thắng. Mà quý vị ngồi ở đây mà nghe tịnh độ, mà tin tịnh độ, quý vị cứ nghĩ nhóm A Xà Vương Tử khi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói về thế giới Cực Lạc mà trong tâm nghĩ rằng tương lai muốn làm Phật giống Phật A Di Đà, chứ chưa phải là phát nguyện đời đó niệm Phật sanh Cực Lạc. Mà quý vị nghĩ đi, cúng dường 400 ức vị Phật trong vô lượng kiếp, mà chỉ nghe thế giới Cực Lạc ngưỡng mộ và nghĩ tương lai. Tương lai là chừng nào? Không biết chừng nào. Cũng vì đời này mà niệm Phật, mà có người dẫn dắt chỉ điểm quý vị là phải một đời giảng sanh Cực Lạc, không đơn giản. Bây giờ nhóm A Xà Vương Tử thiện căn dày, đương cơ thấy Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn quý vị chúng ta đã xa Phật lâu như vậy, không quyết chí đời này giảng sanh, trôi lăn trong lục đạo, chừng nào gặp tịnh độ đây? Mà qua đời này rồi, ai giảng chiêm nhất tịnh độ cho quý vị nghe? Càng về sau thì càng khó tu để một đời giải thoát. Nhân duyên vô cùng thù thắng, quý vị cứ nghĩ, nếu như những đức không có Đại Lão Hòa Thượng chúng ta ở đầu những đức, làm sao những đức có thể tổ chức pháp hội hoành tráng như vậy? Dù những đức có năng lực, một con người muốn làm việc lợi ích cho chúng sanh thì nhất định sẽ có con người khác hỗ trợ người này. Rõ ràng đúng quý vị. Nếu như Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật mà không có những bậc cổ Phật xuống để làm bậc A-la-hán thì làm sao người ta tin Đức Thích Ca Mâu Ni hoằng đạo?
Vậy thì con đường của Ngài là làm gì? Nhập Niết Bàn thôi. Tại vì giáo pháp đã chứng, không ai tiếp nhận được, thì Phật không thể nào ở lại. Ở lại người ta khinh khi Phật, người ta tội. Nên Đức Phật phải nhập Niết Bàn. Nên bậc cổ Phật mới xuống thế đi làm đệ tử Phật, đi theo 1250 vị, để người ta thấy cái giáo đoàn của Phật mạnh lớn, thù thắng. Mà nhiều người từ đó mà học theo. Nên Đức Phật mới trụ ở thế gian tới 80 tuổi. Hãy nhớ kỹ. Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta làm việc Phật Pháp là phải hội tụ nhân duyên đầy đủ thì mới làm được. Khang duyên thì không được quý vị à. Muốn không cũng chưa được nữa. Thật sự hội tụ nhân duyên thù thắng. Nên đây là cái cơ hội cực kỳ thù thắng. Khi chúng ta đã làm được những việc này, nên nỗ lực làm việc ở trong cái cõi đời này. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày 49 năm hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta chỉ cần chuyên nhất niệm Phật được hơn 20 năm là cũng quá thù thắng rồi. Quá thù thắng rồi quý vị. Bao nhiêu chúng sinh được nhờ rồi. Mình phô diễn những văn tự cực kỳ đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu, để phù hợp căn tính chúng sanh thời đại. Thì như vậy thì quý vị coi, mỗi một gia đình đều có phương pháp tu, tượng Phật tại nhà thờ. Nếu mà như vậy thì đúng là lợi ích cho chúng sanh quá lớn. Quý vị nhớ rằng á, về một ngôi chùa mà đông đúc như vậy cũng chưa chắc gọi là Phật pháp thịnh. Tại vì sao? Vì quá đông đúc, người ta về mà về nhà không tu thì không phải thịnh. Mà làm sao tại gia đình người ta nghe mà người ta tu, người ta áp dụng phương pháp tịnh độ người ta tu, tại gia đình người ta mà hộ niệm được người thân người ta, thì đây mới gọi là thịnh pháp. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên người ta về đây ào ào là mình nói về cái việc ăn chay niệm Phật, khuyên người ta tu, nói nhân quả cho người ta nghe, để khi người ta về nhà người ta áp dụng. Mấy tháng chờ nhiều người mới đi đến chùa được một lần, đi lỡ đây nghe pháp tu tập được một hai ngày, chúng ta về nhà 3-4 tháng sau mới được đi về chùa. Nếu mà cứ như vậy thì bị kết duyên chơi thôi, đừng nói chi là đời này giải thoát. Đạo tràng thù thắng nhất không phải là ở chỗ đông người ngôi chùa này, mà là tại nhà quý vị. Tại nhà quý vị mới là đạo tràng thù thắng nhất. Vì sao? Vì mỗi ngày quý vị tu, còn quý vị được nghe những đức chia sẻ là để gây dựng cho quý vị tu. Chứ không phải là quý vị đi đến đây tu siêng mà giảng sanh, mà ở nhà siêng tu mới giảng sanh. Ở nhà siêng tu mới giảng sanh. Tại vô chùa không tu sao được. Mục tiêu là vô chùa tu mà không tu sao được. Mục tiêu vô chùa nghe pháp không nghe sao được. Nên ở nhà mà mỗi ngày nghe pháp mà niệm Phật, thì đây là quý vị chắc chắn phải giảng sanh. Đúng không? Còn chùa chiền có một hoàn cảnh như vậy để gầy dựng cho người tu. Nếu như những đức không được gầy dựng mỗi ngày mà lao đi cái việc này việc kia việc nọ, làm sao có năng lực thuyết pháp cho quý vị nghe. Nên người trong chùa hộ trì cho những đức, từ nơi đó mà bản thân những đức cũng phải biết hộ trì mình. Còn nếu như người ta hộ trì mình mà bản thân mình không biết hộ trì mình, thì lấy đâu có năng lượng mà giảng pháp cho quý vị nghe. Hiểu không? Dù quý vị thấy những đức cũng làm bao nhiêu chuyện, nhưng những đức biết những việc đó là duyên đến rồi duyên đi. Cái việc quan trọng cực kỳ lớn đó là gì? Chân thật đem pháp môn niệm Phật giới thiệu. Đây là chỗ quan trọng nhất mà chúng ta đi đến đây làm việc này, cố gắng làm việc này đó. Nên dùng đa dạng phương tiện. Bây giờ lượng Phật tử khắp nơi nơi người ta biết mình. Một chương trình lễ hội rất đông người về đây. Đây là cái cơ hội để chúng ta đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Về sau lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm từ đây tới 19 tháng 2 quan năm, thì tượng Phật phải đặt giá chốt gì cũng phải là 3.000 bộ. Tất cả những vị trí làm tượng Phật phải làm khoảng 3.000 bộ tượng Phật. Nếu làm nổi thì làm đi, sợ họ làm không nổi. Tại làm chi? Để cho mỗi một người về lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm không có tượng Phật đều được thỉnh tượng Phật. Về an vị Phật vô cùng dễ dàng. Tại vì mỗi ngày vì niệm Phật lễ Phật, tôn tượng Phật lên, bật điều niệm Phật lễ Phật là an vị Phật. Từ đó về sau cứ như vậy mà tu.
Như vậy là đại cúng dường Phật Bồ Tát rồi còn gì. Pháp niệm Phật á, là mười phương chư Phật tán thán. Quý vị an vị Phật bằng cách niệm Phật, lễ Phật, thì đây là pháp đại đại thừa rồi còn gì quý vị. Vì nghe rất rõ ràng, đây là pháp khó tin, khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói. Đây là pháp tối thượng, nhất thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như Lai đợi đến đúng lúc, đúng thờ mới ban cho. Tự như hoa U Đàm Bát La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần. Đây là tạng pháp bí mật của chư Phật ba đời, ví như viên bảo châu trên búi tóc Luân Vương, không thể khinh sức giao cho người khác, mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sanh nào quyết chí hoàn thành địa vị thiên nhân sư, tiếp nối hạt giống Bồ Đề. Pháp Tịnh Độ này quý vị biết rằng vì sao tổ sư Tịnh Độ người ta tôn xưng các ngài là như Phật đại sư. Hiện đời không ai dám xưng đại sư, tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm là đại sĩ. Nếu như quý vị xưng đại sư, quý vị sẽ hơn Bồ Tát Quán Thế Âm sao? Nên lúc Ấn Tổ còn tại thế, ai gọi ngài đại sư, ngài sẽ gầy người đó. Nhưng khi ngài tích rồi thì tổ sư Tịnh Độ được gọi đại sư. Vì sao? Vì nghe rõ ràng địa vị thiên nhân sư, thầy của ba cõi. Nên họ đem Tịnh Độ họ giới thiệu, họ là thế Phật đem Tịnh Độ giới thiệu, nên họ được địa vị rất là cao. Nên Ấn Tổ rõ ràng khi tịch rồi thì người ta gọi ngài là đại sư Ấn Quang. Nhưng khi còn tại thế là pháp sư Ấn Quang Văn Sao, nhưng sau này là đại sư Ấn Quang Văn Sao. Mất rồi thì người ta tôn xưng được, nhưng còn sống ai gọi đại sư, các ngài không chấp nhận. Không lẽ địa vị hơn Bồ Tát Quán Thế Âm sao? Không được, gọi là hạ mình. Nên quý vị nghe quý vị mới thấy, người mà tiếp nhận Tịnh Độ không đơn giản, thiện căn cực kỳ dày mới tiếp nhận được Tịnh Độ. Và nhất định quý vị hoàn truyền Tịnh Độ sẽ được Phật Bồ Tát giang hộ cho quý vị, chắc chắn. Nếu như quý vị muốn đem Tịnh Độ này chia sẻ, quý vị phải là con người cực kỳ đa dạng phương tiện, đờ đạo quý vị phải thông suốt cực kỳ cao thì mới đem Tịnh Độ giới thiệu được. Vì sao? Vì chỉ có một câu Phật hiệu, nếu kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi, không ai tiếp nhận nổi. Vì pháp vô thượng thậm thâm vi diệu, không thể nào nói một câu Phật hiệu quý vị tiếp nhận nổi đâu. Nhưng người ta nói không biết gì, nhưng từ một câu Phật hiệu mà giảng thuyết ra quá trời nhiều cho đời và đạo nghe, nên từ nơi đó mới đem Tịnh Độ giới thiệu được. Hãy nhớ kỹ, vì để ý đi. Còn nếu như nói văn tự thì hoàn toàn văn tự của người khác, không thể nào áp dụng được. Văn tự này phải tự quý vị lãnh nhận và tiếp nhận, hành chi để sanh pháp. Lợi ích của câu Phật hiệu này lớn lắm. Đòi hỏi bạn tin bao nhiêu phần trăm? Nếu bạn chân thật bạn tin thì pháp môn Tịnh Độ này thôi đúng là một pháp vô cùng thù thắng, cực kỳ thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, một bà già niệm một câu A Di Đà Phật, một đứa bé nhỏ niệm một câu A Di Đà Phật, không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Có những người trong nhà của mình thôi quý vị, họ nghe câu Phật hiệu họ đã sợ chết mồ, nhức đầu ngủ không được, đúng không? Mình thì nghe câu Phật hiệu mình thấy mình vui thích, bất cứ nơi nào nghe niệm Phật là thấy vui thích, muốn bắt niệm Phật tùm lum chỗ hết chứ. Mình vui thích khi nghe câu Phật hiệu quý vị. Còn người ta chịu không nổi, vì người ta đâu có nhân duyên này đâu mà nghe được câu A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật không đơn giản chút nào. Người thì nghe sợ, người thì nghe lo, đủ chuyện bất an, nhưng mình lại nghe được an tâm. Là vì sao? Chủng tử Phật mình đã đến lúc chín mùi rồi. Nên quý vị là những người chủng tử Phật chín mùi, thấy không? Cố gắng đời này cho nó chín luôn đi.
thấy không? Lỡ chín là cho chín luôn. Thấy không? Đó, nên á, phải quyết chí đời này phải về cực lạc, mà muốn về cực lạc thì phải niệm Phật. Bây giờ bám chắc một câu vật hiệu là tự nhiên phát tâm từ bi, không sát sanh, không hại vật nữa à. Rồi bám chắc một câu vật hiệu thì tự nhiên không muốn hại ai nữa chứ nha. Vì mình muốn về cực lạc mà hại ai gì giờ quý vị? Không có hại, giúp chứ không có hại. Đúng không? Đó, nên mình dùng đa dạng phương tiện. Ví dụ như mấy anh chị ca sĩ ta lợi chùa mình hát người ta cũng vui. Mà họ nói rõ ràng luôn quý vị, họ lợi chùa mình hát á, họ chưa từng thấy họ hát ở đâu mà họ vui như hát ở chùa mình. Nhiều người họ nói vậy đó quý vị ơi. Cái từ trường nó đặc biệt quý vị à. Từ trường đặc biệt. Thấy không? Nó nên á, ngôi chùa mình á, ở đây á, chúng ta có thể hoằng truyền tịnh độ thời gian lâu, gầy dựng được yên được là cái gì? Nó không có dính tiền bạc của ai quý vị ơi. Không có dính tiền bạc này nọ nên mình mới yên. Chứ nếu như á, mà sau lưng mình có nguyên một vàng hộ pháp giàu sang là có chuyện á. Có chuyện xảy ra. Tại vì sao? Vì người ta nhìn ngó. Còn bản thân của mình á, giống như góp gió thành bão thì rất là bình yên. Đúng không? Thật sự mà nói, ngồi suy nghĩ kỹ, một khu rừng thì không thể nào chỉ có 5-6 cái cây được. Nếu như một khu rừng nhiều cây, từ cây lớn tới cây nhỏ, mà nó gom lại hết thành khu rừng của mình thì vô cùng mạnh. Còn nếu như chỉ nhìn được có 5-6 cái cây kia thôi, khi 5-6 cái cây nó quỵ xuống, mình không còn cái cây nào, mình cũng trở thành trơ trọi. Đúng không? Dù là người ta không có tiền gì nhiều, người ta không có điều kiện gì nhiều, nhưng người ta quá quý thương mình rồi, thì mỗi một người một chút, chúng ta cũng làm được việc lớn trong cuộc đời này quý vị. Đúng không? Nhưng Đức làm bao nhiêu chuyện lớn lao cũng đâu phải là hộ pháp dữ dằn gì đâu. Đâu phải ai giàu dữ dằn gì đâu đến với những đức. Nên những đức hồi chưa những đức nói một câu: tôi chưa từng biết quý vị là ai làm nghề gì. Khi đến với tôi vô cùng bất chợt, quý vị tự đến. Rồi ai ở đâu nghe pháp thì tự đến đây. Chứ tôi có quen quý vị, tôi biết quý vị là người địa vị, cương vị, nhà cửa gì đâu. Nên tôi đến quý vị rất tự nhiên như một người tôi quen bình thường. Rất rõ ràng quý vị, thấy không? Đó. Nên người ta đến chùa thấy mình làm việc gì tốt, người ta cúng được thì cúng, không cúng thì thôi. Miễn rằng đến với nhau mà vui là tốt rồi. Thấy không quý vị? Vui là đặc biệt rồi. Đó. Thì mình làm được gì, mình giúp được thì mình giúp thôi. Nên mỗi một con người quý vị ơi, chúng ta gặp Phật pháp là thấy hạnh phúc quá rồi. Hạnh phúc nhất là mỗi ngày được niệm Phật, rồi nghe pháp. Nên nó giải tỏa được nhiều thứ ở trong cái cuộc đời của mình rắc rối. Rồi nếu mà không nghe Phật pháp, rắc rối này chưa xong, rắc rối kia đến, nó đủ chuyện rắc rối hết trơn. Nó cả trong chùa cũng vậy. Nếu mà chùa này mỗi ngày mà không tu, không làm cái này kia, số lượng người mà đông người ở đây chắc cũng rắc rối lắm. Mấy cô trẻ trẻ trong chùa mà nó rảnh quá, nó cũng rắc rối lắm. Mấy chú mà rảnh quá cũng rắc rối lắm, không có chuyện giỡn đâu quý vị. Thấy không? Còn mấy bà già mà không có pháp tu, mấy bà cũng rắc rối lắm. Đúng không? Nó, chúng ta là cái dạng rắc rối. Mà nếu không có câu vật hiệu thì đúng là đại rắc rối. Thấy không? Về đây mà không nghe pháp mà thử có cái phòng nào mà tiếp Phật tử đi, phải rắc rối không? Không ai được hỏi gì nên có một mình giảng. Nếu cho hỏi thì hỏi tá lả âm binh. Hay ghê. Nếu như mà có một cái phòng tiếp khách, cho rằng lâu lâu gặp nhau làm chi? Nó gặp nhau giết, nó không có quý nhau bằng là không gặp. 100% quý vị luôn. Không gặp phớt nhau, phớt đi qua thôi. Vậy mà gặp nghe cầm cái y được. Thử đi mà ngồi chung với nhau thì không còn cảm giác đến nữa quý vị. Bình thường quá rồi.
Nên một con người mà muốn độ chúng sanh mà mình lúc nào mình cũng ngồi kè kè với người ta, mình bình thường với người ta ăn cơm chung nhưng không có ngồi riêng với người ta, vậy thì mới độ được người ta quý vị. Còn nếu mình vô cái phòng mình đóng cửa mình ngồi trống luôn, không bao giờ ra mặt, thì cái này mình cũng muốn làm cái chuyện cao xa nữa. Mình ngồi mình ăn cơm chung với người ta, mình bình thường hàng ngày, mình đi lăng xăng một mình, đi long ngong linh nghênh bình thường. Nhưng mà đến khi chương trình gì quan trọng mình vẫn đứng ra tổ chức, bình thường cái gì chứ, đúng không? Nhưng mà ngồi riêng đồ, nói chuyện này chuyện kia đồ, với Phật tử đồ nãy nọ đồ, ngồi riêng đồ chỗ này chỗ nọ thì không có ngồi với ai hết trơn. Nên từ nơi đó mà người ta đi về chùa, người ta thấy ở trên mạng nghe ông này thì giảng, đi về đây thấy ông này tu, ông này được đó nghe, về phải nghe ông giảng á, thấy rõ ràng rồi còn gì quý vị. Đó, thấy không? Xong nhiều người ta nhìn nó nói nè, ủa đâu có hô gì mấy. Quý vị biết rằng chúng ta nổi tiếng là ngay cái hô. Hô mà nổi tiếng quý vị ơi. Nhận thức nói với vị nghe nghe. Chàng nít mà cục tay cục chân là nó nổi tiếng ngay nó cục tay cục chân á. Vị suy nghĩ đi. Nên con người nào mà bị lé, bị cục tay cục chân á, mà vượt lên chính mình thì bị nổi tiếng á. Nổi tiếng ngay cái tặc nguyền đó quý vị. Tôi là nổi tiếng ngay hô. Thấy hay không? Nếu như quý vị học Phật mà từ khuyết điểm mà trở thành ưu điểm thì đúng là số 1. Khuyết điểm mà trở thành ưu điểm. Vì thấy rất là nhiều người nổi tiếng là từ hư hỏng rồi quay đầu sám hối, cuối cùng lại thành người nổi tiếng. Thấy không? Nên trong đạo Phật á, mình không biết ai là ai đâu quý vị ơi. Có khi Phật Bồ Tát phải làm cái chuyện ghê gớm là cái gì? Cho người đi xuống để làm nhiều cái chuyện này chuyện kia, rồi cuối cùng nó quay đầu nó tu, thì nhiều người trong cái cuộc đời này hư hỏng nó mới quay đầu nó tu quý vị. Giờ nếu như mà thể hiện cái cõi đời này tự nhiên xuống bao nhiêu con rồng phun nước lên vì chưa tu gì hết trơn, nó bưng quý vị đem đi mất tiêu. Mà ai mà học tới quý vị được, hiểu không? Nên mới nói là một đứa bé nhỏ xíu xiu chưa gì hết trơn mà nói là độ sanh sao độ, chưa được sự trải nghiệm gì lấy đâu độ sanh. Nên học Phật phải có góc độ cực kỳ sáng suốt mới nhìn ra được quý vị à, hiểu không? Một cái cây non nớt thì không thể nào chúng ta tin tưởng cái cây đó ở trong giông bão mà chịu được. Một cái cây đó từng ở trong giông bão mà nó chịu đựng được, chúng ta mới biết cái cây đó như thế nào. Thì nhớ, đạo Phật cũng vậy thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni dù là Phật tái sinh nhưng mà Ngài cũng phải trải qua thời gian của gia đình và của cải bậc chắc, danh tiếng lẫy lừng. Rồi Ngài ở trong đó mà Ngài thoát ra, rồi Ngài cũng phải đi học tập siêu phàm nhưng cũng phải học. Chứ làm gì không học? Không lẽ tự nhiên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đản sinh, Ngài đi thuyết pháp, ai tin Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp? Nên Ngài phải trải qua là một vị thái tử. Rồi từ nơi đó rồi bắt đầu là Ngài phải trải qua gia đình. Gia đình rồi không bó buộc được Ngài. Trong khi người ta thì chi cầu vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng, địa vị. Ngài có tất cả, Ngài buông tất cả, phải hơn thế gian pháp không? Sanh đến thế gian pháp, hơn thế gian pháp, hiểu không? Rồi xong đi tìm thầy học đạo, tu học đủ cách, tu bao nhiêu phương pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ cần nghe ai giỏi là đến cầu học, cái nghe ai giỏi là đến cầu học. Học xong hơn thầy, thầy phải bái ngược lên làm thầy. Kinh chưa? Học đến mức như vậy, cuối cùng đi tu khổ hạnh 6 năm chờ một ngày ăn một hạt mè một thôi, đến nỗi mà da bọc xương cũng không chứng được đạo. Cuối cùng quý vị biết rằng là đến nỗi mà xỉu nằm tại chỗ, nghe tiếng đàn mà giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tu quá khổ hạnh thì cũng không được, vì ông có thể thành Phật được, nhưng ông để lại cái môn này chúng sanh vì sao chết sạch. Vì tu theo ông như vậy sao mà được. Nên ông có thể tu phát khổ hạnh này thành Phật, nhưng không thị hiện như vậy thành Phật. Nên nghe tiếng đàn đó là sự thị hiện, nhắc nhở phải đi con đường trung đạo. Chứ 6 năm sao ông thành Phật đi, mà đi quay lại ăn uống rồi mập mạp lên đàng hoàng rồi mới làm Phật.
Vì mập mạp là để lại cho quý vị đấy. Hiểu không? Chứ nếu thành Phật thì bị học Iran vậy rồi. Người vì sao đều nói Đức Thích Ca Mâu Ni là phải tu khổ hạnh, ăn có hạt mè. Ngài ăn một hạt mè 6 năm mà sống, chúng ta ăn một hạt mè 6 ngày chết queo. Vậy thì Phật đâu có từ bi quý vị, đúng không? Sự trải nghiệm của một con người đi khi đến đắc đạo thì đều là thời gian trải nghiệm. Quý vị ở trong cái cuộc đời này vừa thấy ai ghê ghê một chút, bùng bùng một chút, quý vị giặt chìm người ta rồi. Nên đâu có bậc thánh nào xuất hiện mà dám lộ lẫy đang chết hả? Nên phải ở trong chốn chằn lao ẩn mình mà tu, điên điên khùng khùng thì như vậy mới được yên ổn. Thì nhớ kỹ, bây giờ mà nổi bật lên là chìm ngẫm liền, chết sớm thời gian. Hãy công nhận, bị ngồi suy nghĩ đi. Nên mình tu mình phải có góc độ chánh kia chánh kiến quý vị, chánh chi chánh kiến rõ ràng, nếu không nó mê tín, chạy theo tầm bậy tầm bạ cái cao siêu. Vì cái cao siêu quý vị không áp dụng được, mà cái áp dụng được đơn giản nhất trong cuộc đời bản thân của chúng ta mới thấy đó là Phật pháp, đi vào nhân sinh pháp. Đó. Nên sự tu hành nào ai cũng có cái khó khăn quý vị ơi. Nó giống như một cái cây sắt mà mài từ từ mới thành kim, giống như một cái cây cong quẹo uống từ từ nó mới ngay ngắn, đều có thời gian hết trơn á. Chúng ta không biết thời gian bao lâu, nhưng mà thôi cứ gầy dựng hoài đi, cứ niệm câu Phật hiệu mà uống mình có khả năng dùng câu Phật hiệu đi uống thì được đó quý vị. Nên về đây á, quý vị ơi, nhà ai á, mà lộn xộn lu bu á, hãy xem lại cái gia đạo sát sanh nhiều đời của gia đình mình á, từ đời ông bà cha mẹ từng đời sát sanh cái truyền nghề xuống hoài, đến tới đời chúng ta thì phước sạch rồi, nên gia đạo có lộn xộn lu bu, nghèo hoài làm ăn không lên nổi, rồi nghèo quá nó nói bằng cùng sanh đạo tặc, càng nghèo thì càng thấy cái gì ai để hở lụm vớt của ta gãi người ta. Từ nơi đó quý vị biết nghèo nó càng nghèo thêm, đó đã nghèo rồi mà nó còn mang tâm trộm cắp, còn một chút phước báo chưa xuất hiện, vậy mà bây giờ đi ăn cắp của người ta thì phước nó tiêu sạch luôn. Nên gia đạo nghèo thì còn đỡ, mà tới nó mạt rồi thì tiêu luôn. Nên tất cả những người mà đi móc túi, làm nghề móc túi nuôi gia đình, nuôi vợ nuôi con, quý vị muốn gia đạo vì từng đời nó suy sụp mà nó mạt tàn luôn hả? Quý vị đừng có đi làm cái nghề này, hãy quay đầu học Phật á. Nếu như quý vị mà cố tình làm, quý vị coi cái gia đạo bị ngóc đầu lên mới nổi. Quý vị đi có thể lấy tiền của người ta, ai để điện thoại rớt hoặc móc túi người ta đi, những đức nói cho quý vị nghe đó, tiền này quý vị có được không đủ trị bệnh và tai nạn. Nhà đức phải chùi quý vị đâu, nó là như vậy đấy. Khi phước báo nó hết rồi là nạn nó đến ào ào vậy đó, nó ghê lắm. Mà tổn phước lớn dữ lắm. Có nhiều người ta mới đi đến chùa bị lấy chiếc điện thoại người ta móc túi người ta, người ta bỏ đạo về phỉ báng Phật pháp. Cái tội quý vị cực kỳ lớn luôn. Ta nói giết người tội còn nhẹ hơn đoạn huệ mạng một người. Thấy không? Nên những người đi đến chùa mà gình gặp cặp mắt láo liên để nhìn túi tiền người ta đó, bỏ nghề đó đi. Cái nghề đó mà nếu mà thịnh vượng thì tôi cũng đi làm nghề đó rồi. Hiểu không? Nghề này đâu có thịnh vượng. Rồi cái nghề mà cờ bạc, đủ chè, cá độ, đá banh, đá gà, tao nói cờ bạc là bát thằng bằng. Từ xưa tới nay có ai mà hành nghề đó mà thịnh lâu dài đâu quý vị. Hiểu không? Rồi số đề số đuôi, bỏ đi. Cái nghề này không có thịnh lâu dài đâu. Rồi cho tiền góp chứ hụi, bỏ đi đừng có chơi mấy nghề này. Nghề này đều liệt kê vào cờ bạc hết. Thấy không? Thịnh trước mắt mà si kế bên kìa. Nên quý vị mà người học Phật á, có cặp mắt trí tuệ á, quý vị nhìn cái gia đạo đó sát sanh hại vật mà giàu, quý vị không có đem con gả vô nhà đó đâu. Ai mà đem con gả vào gia đình đó, vì cứ nghĩ đi. Nên á, năm xưa ông nội của, ý ông ngoại của Khổng Tử nhìn cha của Khổng Tử, cha Khổng Tử lớn tuổi nhưng mà cái gia đạo này ba đời tích thiện, nên ông ngoại nhìn được gia đạo này có thánh nhân xuất hiện, đem con gái gả cho.
thông minh ghê không? Rõ ràng gả con gái vào gia đình đó, Khổng Tử xuất hiện là bậc thánh. Thấy không? Khổng Lão Vu Tử á, thị hiện cho vị thấy nè, chỉ có một người con trai mà thôi và đứa con gái. Nhưng mà con trai thì mắc sớm, nhỏ tuổi mắc. Vậy đó mà cái phúc đức của Khổng Tử, đệ tử của ngài, khi mà Khổng Tử mất đi, đến cái nơi phần mộ của thầy ở nơi đó, sau này thành cái làng Khổng Tử, lấy họ Khổng. Cái gia đạo thịnh tới bây giờ bên Trung Hoa vẫn còn làng Khổng Tử. Không? Cái đức của quý vị ơi, quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài có một La Hầu La mà cũng đi tu. Vậy mà bây giờ dòng họ Thích Ca khắp nơi cho toàn thế giới. Không? Chúng ta sợ không có con trai để nói giỏi tông đường. Chúng ta có một thằng con trai ác nhân ác đức, cuối cùng nó chưa nói được cái gì hết trơn, nó cũng đứt đoạn cái mạng mạch của gia đình. Vì nó ác ôn mà sao nó tồn tại? Cái đức nó mới tồn tại, cái ác ôn nó không có tồn tại đâu. Hiểu không? Sanh ra một cái hạt giống ác thì dù nó là một hạt giống có sanh ra cũng tiếp tục là ác, hại nhân sinh. Thà không có còn ngon hơn, khỏe. Thấy không? Nhiều người có con cái cũng nhiều, nhà cũng giàu, cuối cùng cũng đi vô viện dưỡng lão ngồi. Họ có nuôi mình đâu. Có nhiều người sợ sau này không có con ai nuôi mình. Vậy thì bao nhiêu người có con, có khi con cũng có nuôi đâu. Nếu như quý vị có đức, có phước, dù không ai nuôi quý vị, không có con nha, nhưng mà cũng có người ta nuôi quý vị à. Phước đức nó là gì đó quý vị, thấy không? Nên những người mà không có duyên nợ vợ chồng á, đừng có sợ sau này không ai nuôi mình. Niệm Phật đi, tự nhiên có người nuôi à. Nuôi còn ngon hơn nữa quý vị ơi, là quý vị đỡ gánh nặng trong tâm, hiểu không? Những người mà đẻ có đứa con gái á, khỏi cần lo. Nó có phước đức thì nó có thằng ghế đàng hoàng. Nó lỡ nó tự làm ghế mình ở nhà mình á, nó kỳ cục vậy đó. Nó đừng có nói nữ sinh ngoại tộc gì, nó mà có phước ngoại tộc cũng là tộc của mình, hiểu không? Còn nó mà không có phước đức, dù là dòng máu của mình nó đực rựa, nó cũng trở thành ngoại tộc. Nó không có được cái gì quý vị, quý vị nghe vậy thấy chí tình chí lý ha. Nên nó muốn gia đình bình an nghe, ăn chay phóng sanh trong gia đình đừng sát sanh. Gia đạo làm nghề sát sanh mà đang thịnh, dừng lại đi. Nhưng mà khó dừng lắm, cái bị quyết định đâu có được, đúng không? Nhà mình đang thịnh đố mà quyết định được, chờ nó si đi rồi nó nghỉ. Mà nó si thì nó chết queo hết trơn rồi còn gì nữa. Không nghỉ cũng không được, nó tan tành trong gia đình hết trơn. Đi chờ xem, bây giờ chưa tin đúng không? Rồi mai mốt tin nè, te tua tả tơ hết trơn. Nên quý vị bây giờ nhà mà ăn chay trường không á, biết tu không, biết niệm Phật không, những đức chúc mừng quý vị là đại phước báo. Đại phước báo quý vị. Nó, quý vị mỗi ngày niệm Phật là đại phước báo, quý vị ăn chay là đại phước báo, hiểu không? Nó, nên mỗi người cố gắng đi về đây nghe gì rồi về á, nội mà có đèn bông sen này cũng bắt niệm Phật xuyên suốt. Bông sen bắt niệm Phật xuyên suốt không? Rồi máy niệm Phật đeo, hiểu không? Bấm số Ai Di Đà Phật bấm cái, Ai Di Đà Phật bấm cái, cứ ngồi thầm thầm bấm số niệm Phật đi, hiểu không? Rồi bấm vô cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ đăng ký, mỗi ngày nghe những đức giảng, cỡ mở tâm tư, cỡ giết sạch nhất, cỡ với chùi lũi hết trơn luôn. Nó không có còn gì gạt buộc hết trơn quý vị, quý vị hiểu không? Nó nên á, bữa nay đông lắm không phải ít đâu. Kìa bị nhìn ra ngoài trước kìa. Mà tội nghiệp nên ta ra ngoài nắng, ta ngồi từ sớm vậy quý vị à. Thấy từ hồ cấp mà như Đức giảng thì Đức thấy họ ra ngoài, ngoài sang họ ngồi không ai quý vị à. Và họ ngồi ngay chỗ đó đi. Tội nghiệp họ quá quý vị à. Đúng là Phật tử chùa mình sao họ giỏi quá.
Phật quang đang sôi gọi quý vị. Nên ngồi về đó mà không có nóng nghe. Phật quang sôi gọi những con người đó không có nóng miếng nào. Nghe không? Nói quý vị được ngồi ở đây ngon ghê chưa? Nghe không? Không quý vị ơi, đi về chùa mà nghe ông thầy ông giảng ngày 4 thờ nói cũng là một cái cách tu mà đặc biệt phát tâm với quý vị. Những đức nói cho quý vị nghe, quý vị mà về đây nghe mà buổi nào cũng lên tu mà không giảng, quý vị thử đi rồi biết. Không có bao nhiêu người về đây đâu quý vị à. Không có về. Ừ, nếu mà vậy thì các chùa các tổ chức người ta về y rồi. Cái chùa mình đặc biệt là cái nơi thuyết pháp số 1. Chắc chắn quý vị luôn. Từ hồi đó tới giờ những đức hỏi quý vị có thấy ông thầy nào thuyết pháp nhiều như những đức không? Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, thấy không? Là thuyết pháp nhiều dữ lắm. Bây giờ là những đức thấy là những đức đang thuyết pháp nhiều đó. Là nhiều đó. Nó nên những đức mới nói rằng đệ tử của Hòa Thượng á, nếu như mà các vị đó mà lấy cái văn tự chính của Hòa Thượng Tịnh Không đã từng giảng qua, những cái văn tự chính mà chích lục lại mà giảng, giảng phù hợp căn tính, thì các vị đó là nổi bật lên tiếp tục tịnh tâm nữa. Chắc chắn các vị nổi bật. Nhưng mà các vị đó đi theo con đường của Hòa Thượng thì không bao giờ nổi. Tại vì Hòa Thượng ngày thông kinh thông giáo, ngày giảng được. Còn nếu như các vị đó mà cũng học như Hòa Thượng thì các vị đó đâu có nổi. Tại vì Hòa Thượng ngày giảng hết trơn rồi. Thấy vậy, nếu như hiểu được chút thì khỏe re. Tại vì sao? Vì học như Hòa Thượng thì cực vô cùng. Mà Hòa Thượng ngày giảng hết trơn rồi, mình đi giảng chi nữa? Nghe Hòa Thượng thôi, lấy chích lục những cái câu chính của Hòa Thượng mà giảng lại thì kế thừa Hòa Thượng chứ sao. Đó là phương pháp đó quý vị, thấy không? Tịnh tông thì chưa thấy người xuất hiện người đó, thấy không? Đó nên quý vị nhớ rằng có người chia sẻ Phật pháp với vị nghe là cũng được, cũng siêng nói đó. Mà được là Phật gia hộ nghe không khang tiếng nghe. Đúng không? Những đức bây giờ không có khang tiếng nữa đâu. Khang tiếng là những cái lúc lại Quan Âm lúc trước á, bây giờ hết rồi. Không có còn khang tiếng nữa. Bây giờ lại Quan Âm cỡ nào cũng không khang luôn, nghỉ khang tiếng rồi. Đúng không? Khang tiếng chi hoài? Khang nhiêu đó thôi. Khang tiếng mà vẫn lại để dạy người ta sau này khang tiếng cũng phải lại. Nhiêu đủ rồi. Ói cũng phải lại. Bây giờ phải nghỉ ói thôi, tại ói cũng lại, lại rồi ói làm chi nữa. Phật Bồ Tát làm thế vị ói, ói coi mày có lại không? Mà ói nó vẫn lại, vì ói làm chi nữa. Khỏi đi. Đúng quý vị. Quý vị là người niệm Phật giảng sanh mà bị ung thư. Quý vị niệm, quý vị ung thư, quý vị cũng niệm Phật giảng sanh. Vậy thì ung thư có gì nữa đâu. Ung thư kệ ung thư. Tại vì mục tiêu mình cầu sanh cực lạc mà quý vị. Đúng không quý vị? Sống mau hay sống lâu gì? Cái đòi hỏi sống ngày nay có đặc biệt hay không? Đúng không quý vị? Sống lâu năm mà khổ cũng không bằng sống một ngày mà vui. Đúng không? Ngày nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta chứ không phải ngày mai. Ngày nay nè bạn, bạn hãy làm hết trách nhiệm ngày hôm nay đi. Pháp hội là 3 ngày, bây giờ xong thờ này còn có 1 thờ nữa hả? Xong rồi. Ngày hôm nay vô cùng viên mãn. Quý vị đi về nhà người ta hỏi quý vị dự pháp hội 3 ngày sao? Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Số 1. Tại vì sao mình đã đi được 3 ngày rõ ràng quý vị. Còn nếu như hồi trưa mình về người ta hỏi sao về sớm gì? Mệt quá trời luôn. Tối đêm nay quý vị coi nè, khi cái lễ hoặc mà xong á, rồi quý vị sẽ thấy. Phải cho thấy cái sự an lạc không tưởng tượng được. Vì sao? Viên mãn. Cái
cái người mà về hồi trưa đó là họ sẽ mất sự an lạc 50%. Mất sự an lạc 50%. Iran như gì nè quý vị à. Quý vị đã niệm Phật cả đời mà sắp sửa giảng sanh, quý vị nói thôi khỏi giảng sanh, quay lại. Ghê không? Cuộc đời tu hành nó Iran tới cuối đời quý vị vậy đó. Còn bây giờ quý vị đã làm là làm cho tớ. Hiểu không? Thì vậy thì tới giảng sanh, cuối cùng quý vị phải giảng sanh. Không có bỏ thuộc, quý vị hiểu không? 3.000 lại lê lết mà còn lại mà. Những đức nói chuyện mà cái video nó ghè mà. Mà cái lo nó kêu nhẹ nhẹ thầy ơi. Đuối quá. Theo thầy chịu không nổi. Hiểu không? Những đức nói không nổi con phải theo con. Hiểu không? Nên quý Phật tử mà theo những đức á, tu chung quý vị thấy không? Lê lết bò lết. Nhưng cuối cùng trở thành cái mạnh. Vì có ông thầy có tâm quyết thì mình có tâm quyết luôn. Nhìn ra cuộc đời mấy chục năm ngắn ngủi, những việc ý nghĩa này tại sao không làm? Đẻ bao nhiêu năm mà còn đẻ được. Quý vị coi tu cỡ nào cũng đâu có nói thập tử nhất sanh, mà đẻ Phật nói là thập tử nhất sanh. Đẻ đau cỡ nào mà còn đẻ được, gặn chết mồ luôn mà phải gặn. Vì tu thì có gặn đến mức gì đâu. Dù có mệt cỡ nào cũng không đến nỗi như đẻ. Đúng không quý vị? Dù có nóng nực cỡ nào cũng không bằng đẻ. Vậy mà tại sao đẻ được mà tu không được? Mà tu là cầm theo được, mà đẻ thì không cầm theo được. Tại sao không tu? Xác thực không? Có nhiều người cài nuôi chồng te tua mà nó còn quýnh. Nó quýnh xong rồi nó thương. Thương xong rồi nó chữ. Thấy rõ ràng không? Trong cái cuộc đời mình nhìn thấy rõ ràng không? Có những lúc quý vị thấy mình bị phế. Tự nhiên ta lỡ ta thương quá trời thương. Ta thương xong rồi xô qua một bên. Có không? Quý vị nhìn đi. Cảm giác như quý vị bị bỏ rơi vậy đó. Lăn qua chỗ khác. Nhìn quý vị. Lắc đầu. Cái cảm giác này quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ. Phật A Di Đà sẽ không bao giờ bỏ quý vị như vậy. Đúng không? Từ khỏe đẹp cho đến khi ung thư, Phật A Di Đà không bao giờ bỏ quý vị. Phật A Di Đà cũng không chế bị hôi hám. Nhưng chồng quý vị có khi nó chế bị hôi hám đó. Nếu như quý vị dơ. Lúc thương thì cái gì cũng thơm, nhưng lúc không thương thì cái gì cũng xấu, phải không? Có không? Có mà, sao không có được? Hiểu không? Nó nên đẻ còn được mà không chi mà tu không được. Hiểu không? Đó. Còn mấy ông ngồi đây, mấy ông thấy ông cực lực mà nuôi gia đình, mà cái này mấy ông không cầm theo được. Trả nợ thế gian. Tại sao mấy ông không tạo cái mà ông cầm theo được sức thế gian á? Đó là tu hành, niệm Phật, làm thiện, làm việc tốt. Đó là cái mình cầm theo được đó các ông. Đúng không? Tuy là ngồi đau chân như vậy mà cũng được lợi ích. Nếu như quý vị không có người giảng thiết như vậy, có đau chân cũng không được lợi ích. Có ai đâu giảng. Vì nói rằng ngồi nghe ông thầy này ông giảng đau chân quá. Những đức nói với vị nghe, tìm người giảng như vậy cực kỳ khó. Nếu như những đức mà không giảng với vị nghe như vậy mà làm được gì? Những đức nói với vị nghe, nếu như đi thỉnh mời các thầy giảng, trong 3 ngày này mà 12 thầy, cực kỳ khó tìm 12 thầy. Ở đâu mà tìm được 12 thầy giảng với vị nghe? Quý vị bấm lên trên mạng đi coi các thầy mà nổi tiếng giảng pháp, quý vị tìm được mấy người thầy nổi tiếng giảng pháp? Ở đâu tìm ra 12 vị thầy, thỉnh 12 vị thầy mà Di Di Đà, người ta lại chùa người ta tổ chức nữa. Ai mà đi đến đây giảng cho chùa quý vị nghe? Nên tại sao chúng ta không tạo dựng ra, mình làm việc nhà mình đi, khỏi cần kêu người ta cho nó khỏe. Đúng quý vị? Vậy tại sao nhà quý vị không gầy dựng hộ niệm đi, mà quý vị đi kêu người ta hộ niệm?
Tại sao cái việc mình hành được, mình làm được, mình gây dựng được, mình học được, tại sao mình không làm mà đi kêu người ta? Kêu ai cũng không bằng chính mình hết quý vị à. Cuối đời giảng sanh không phải là hộ niệm mới được giảng sanh, mà là ta phải niệm Phật được mới giảng sanh. Người ở trong chùa này mà nói là tin là cái chúng nó hộ niệm, tôi không dám tin rồi đó. Ngồi mà niệm nghiêu ngao, ngủ gà, ngủ gật mà nói hộ niệm giảng sanh. Tôi nhìn thấy rõ ràng hết trơn. Nhưng mà cứ hộ niệm thôi, cái chuyện này co đỡ hơn không. Hiểu chưa? Bạn giảng sanh là ai? Là bạn đấy. Bạn là người tu hành đó, bạn là người muốn giảng sanh. Còn người ta lỡ là người ta chỉ niệm vài câu chơi với bạn để kết duyên thôi, để cho người sau này yếu quá mà được hộ niệm thôi bạn à. Nhớ kỹ đó nghe. Trong chùa người ta biết hết trơn, nhưng mà mắt nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở đại đi. Cái gì cũng lặt tẩy hết trơn, xấu không nổi. Đúng không? Nó nên Phật tử người ta đi về chùa cái gì, mình nó giảng làm sao cho nó phù hợp. Chứ không tôi nó chán, nó không đi về chùa luôn, chừng nào nó được như những Phật tử này. Cũng được gầy dựng dữ lắm mới được Phật tử gì. Mà muốn gì không ở đâu mà có. Cái gì cũng từ lớp 1 lên tới lớp 12. Quý vị lên lớp mấy thì tự quý vị xem lại. Đúng không? Cái đó chuyện của người ta biết. Đúng không? Bản thân mình đi lôi gan chi tùm lum, họ buồn lắm. Thà mình nói họ lên lớp, họ vui, họ cố gắng lên lớp. Còn mình nói họ không có lên được lớp nào thì họ thối tâm. Đúng không? Mấy người có căn tính chê mà phát triển, khen nó mới mừng. Chê họ buồn lắm. Chê là buồn lắm, buồn lắm bà ơi. Hiểu không? Nó chê rất là buồn. Khen là thấy thích lắm. Bây giờ gặp xấu cỡ nào xấu, tôi thì tôi chuẩn bị rồi. Chứ bây giờ tôi thử mà gặp ai mà hô giống tôi đi, mà tôi kêu hô thứ dù gì vậy? Vừa gặp mặt kêu hô vô duyên vô dùng, gặp để tôi quýnh, vừa gặp đã kêu người ta hô, thấy không? Nói mụn đó, mà gặp nó sau này mặt nói mụn xấu rồi, vô duyên gì đó, mặt ta nói mụn kệ người ta, nói mặt ta nói mụn, thứ gì đâu, vô duyên vô dùng, có gì cái mỏ nhỏ quét, thấy chưa? Nè. Ốm nhơm ốm nhách khô khan cằn cội, mình gặp mình nói gì đâu mà ốm nhơm ốm nhách khô khan cằn cội vậy trời, dù duyên có cho tôi ăn ngày nào không, tôi ốm kệ tôi, thứ gì đâu á, vừa gặp mà thấy bực mình rồi đó, ốm kệ người ta, nói người ta ốm vậy đó mà nói ốm mà có dáng dễ thương gì đâu, gặp là thấy thương liền. Ốm tao có dáng mà nói tao ốm khô khan cằn cội, nghe không? Còn mập thì là mập kêu gì đâu mà mập dữ vậy chàng, vô duyên gì đâu, tao mập kệ người ta. Vậy mà bị gặp bị nói tròn trịa, nhìn nõn nà, dễ thương ghê. Đúng rồi, ta tròn trịa chứ nào mà mập không biết. Hiểu không? Cũng là cái danh từ, nhưng mà mập là không chịu, mà tròn trịa thì chịu. Hiểu không? Tròn trịa thì chịu. Hiểu không? Quý vị thấy không? Chúng sanh mình đâu có chịu chê quý vị. Đâu có chịu chê. Còn về chùa mà nói nằm nghiêng nằm ngã gì đâu có được lâu dài. Ít gì nó cũng phải có hoàn cảnh cho ở ngon lành. Dù nói rằng nằm gì để biết vị tu làm sao, nhưng mà phải có ông thầy cao thủ võ lâm mới được. Chứ nếu như không có ông thầy mà thông tình đạt lý, đố mà nó đến lần thứ hai
nó chạy mắt dép hết trơn. Đến mà nằm nghiêng nằm ngã mà không vui gì, không không có gì hết. Không có gì hết. Thì ra ngoài mưa ngoài nắng làm chi vậy? Dù là có một chút xíu nhưng phải có thành quả của chuyến đi tu. Đúng không quý vị? Tôi nói là cái vía Quan Âm 19 tháng 2 nghe, tôi sẽ chuẩn bị một cái máy niệm Phật xịn xò dữ lắm. Có cái anh làm máy đây là tìm cái máy niệm Phật nhỏ nghe, âm thanh hay nghe, đẹp nghe. Không đặt nhiêu cái? 50.000 cái là vía Quan Âm 19 tháng 2. Chuẩn bị đi, đặt 50.000 cái máy niệm Phật. Đúng không? Vì chờ xem 50.000 người đến nè. Đó. Đó, 1.000 lại là ta nắm chắc trong tay rồi. Cái lại 3.000 lại là ta đã nghĩ 1.000 lại rồi. 3.000 lại là một cái pháp mà đặt vào tâm con người người ta để con người chúng ta tâm ngã mạn, vượt trội chính mình, phát huy hết năng lực. Đánh vào tâm trạng quý vị. Tâm trạng họ cảm giác rằng ta phải làm cho bằng được. Cô nghe thầy nói ghê quá, phải lại 3.000 lại cho bằng được, lại sanh sau cũng lại luôn. Nhưng mà khi trở lại 1.000 lại thì nói ơi nhằm nhó gì gạt lại mà. Thấy không? Đây 1.000 lại này mới là 1.000 lại độ sanh nè. Còn 3.000 lại kia là 3.000 lại phương tiện. Phương tiện đó. Đúng không? Chứ quý vị có nhiều người kêu thầy lại 3.000 lại nữa đi. Nói ngu à. Rớt đài bây giờ chứ đừng có nói chuyện dẫn chờ. Lỡ mà rớt đài một lần là nó rớt luôn 1.000-3.000 kia luôn đó, cho quý vị biết. Thà duy trì cái đó để mãi mãi ông thầy 3.000 lại. Quý vị hãy vậy mới được chứ. Không mà mình thấy mình chia sẻ Phật pháp mà thấy người ta bên dưới người ta vui á, tự nhiên trong lòng mình sao nó vui quá. Hiểu không? Nếu mình là chia sẻ Phật pháp mà người ta ngồi ở dưới mà người ta buồn, mà người ta ngủ gục, người ta ngáp, mình thấy buồn lắm. Thấy chưa? Thấy ai cũng tươi là mình thấy mừng rồi đó quý vị ơi. Quý vị hộ trì những đức bằng cách là những đức chia sẻ Phật pháp mà quý vị cười á. Phải cười lên nghe không? Có cái chị kia chị mệt mà chị làm nè. Bà mệt quá lỡ khóc lỡ cười. Bà tội nghiệp thầy quá, bà ghét bà cười lên. Chị cố gắng đi, rồi từ từ chị sẽ cười thiệt cho coi. Được không? Cái gì nó phải có thời gian ấy vị ơi. À bây giờ bị cứ nghĩ rằng tối đêm nay còn một lần cuối cùng cái chương trình nữa, làm gì mà không hừng hực chẹt. Đúng quý vị, mấy ngày nay mà nằm chỗ này nằm chỗ kia còn chịu đựng được, còn có buổi tối này mà làm gì phải mệt. Đúng không? Đứng dậy xây không phải so mặt mày đồ lên, hiểu chưa? So mặt mày tôi tỉnh lên liền để làm chi? Còn cái buổi tối cuối cùng thành công 3 ngày liền. Đúng quý vị. Một chút đi vô nhà vệ sinh, rửa mặt mày, chải tóc tai đàng hoàng bước ra. Đúng không? Không có để bèo nhèo nghe chưa? Tu 3 ngày mà làm sao bèo nhèo, quý vị nhìn như thế có bèo nhèo không? Phong độ, phong độ đúng không? Phong độ. Hiểu không? Nó đi. Bây giờ mà chia sẻ Phật pháp với bây giờ mà thành mặt pháp lẫn lộn. Tinh thiền mặt lẫn lộn nằm bên trong, mình nhìn. Ở trong áo thun màu trắng, ở ngoài màu xám, bên màu vàng, ở trong màu đỏ. Cái bộ đồ nè.
vàng đỏ đỏ, vậy thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Gọi là cái gì quý vị biết không? Đây gọi là pháp tổng trì. Mà trì ngay câu Phật hiệu sanh ra tổng trì. Thấy không? Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Quyết chí đời này giảng sanh cực lạc nghe. Quá tuyệt vời. Rồi hồi hướng quý vị à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.